à, xin chào cô chú anh chị mình nha đã quay trở lại với kênh các em cậu sáng hôm nay ngày 8 tháng 3 nha hôm nay thì em cập nhật cho anh chị mình chính là một con bò cái chữa bơm bay và một bò mẹ con được cọp giống năm một nha gì hàng hiệu hoang mẹ cũng chữa rồi nha vậy đầu tiên thì con bò cái chữa này thì sáng mặt sẽ lưng nó kiểm tra là nghiêm chỉnh nè à. con bò này thì đóng cậy đuôi to mông đùi thì hoàn thiện nha hoa đen bự anh chị đỡ lông đuôi thì một chùm hen con bò này thì à, rúng thì có rúng nè bốn nhú đều dò cẳng chân sau và chân trước anh chị dò cẳng thì nó không có tật lỗi chỗ nào hen em bao hoàn thiện cho chị không bú dò bú cẳng cũng không ấp xe hen móng thì móng trước sau là gọn gàng móng sò anh chị về chiều cao thì con bò cái chữ Bombay này thì em đo ngay xe lưng thì nó cao là 1m22 bò và con bò này thì nó đẻ được một con rồi nha Bây giờ thì nó đang con bầu lại là lứa thứ hai, nó đang chữa là bò xin được hơn 5 tháng bò nha chị. Và con bò này thì em bán về cho anh chị mình nuôi á thì em sẽ bảo hành luôn nha chị. Em bao chữa nè, bao khám và bao lồi tứ đẻ cho cô chú chị gần xe hen. Em bao đẻ bò xin cho anh chị mình luôn nha. Về màu da thì anh chị mình cũng thấy rồi. Con bò này thì lông da nó thì sát rẹt anh chị, đỏ mặt khen, đỏ màu rực rỡ nha chị không lan không giá hen quyền bò không điểm mi luôn anh chị mọi thứ là nghiêm chỉnh ha đó còn về răng cỏ thì con bò này răng cổ là nghiêm chỉnh nè à. đã mới bẻ ba đầu răng lưỡi đen đã chiều cao là một m hai hai bò này thì nói chung là bò còn tơ nhiều nha quý anh chị và con bò này thì nó cũng là thuộc về mẫu hàng hiệu nha quý anh chị rất là đẹp ha giò cẳng anh chị cũng thấy rồi ha hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị và con bò cái chữa Bombay này thì em sẽ báo giá cho chị mình luôn ha. Với mức giá là 22 triệu 500 ngàn nha. 22 triệu 500 ngàn cho cái con bò cái chữa Bombay đẹp bò đầu tiên này nha. Bây giờ em sẽ quay về bò mẹ con được cọp giống năm một như vậy Bò đẳng cấp hàng hiệu ha Mẹ thì sáng mặt kim chỉnh nè Đóng vàng gu bật sấy lưng kim chỉnh nè Lưng thẳng đòn dài Đóng kỵ đuôi to Hoa đen mầm bự anh chị Lông đuôi một chùm ha Giò cẳng chân sau Chân trước thì tình trạng là đóng vàng chân cối như chị Vú bón nghiêm chỉnh ha Đúng lai truyền Đó thì cái tốn cái con bò này thì nó như là con đực gu như vậy con bò này thì nó là thuộc hạng bò đẳng cấp nha anh chị hàng hiệu ha rất là đô con xương sốc rất là kịch cộm anh chị con bò cái mẹ này thì chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sẽ lưng của nó thì nó cao là một m ba bò nha anh chị đó tàn rất là lớn ha xương sốc được kịch cọm, đóng vàng chân cối anh chị rúng quê em bài bản anh chị hoàn toàn nghiêm chỉnh ha không tặc lỗi chỗ nào và cái con bò mẹ này thì nó là giống năm một nha anh chị rất là bự con ha lực lưỡng anh chị đó, tướng thì như bò đực khen không có chủ chê nha chị. Con bò cái mẹ này em kiểm tra thì nó có lông da sát màu đỏ mà khen trước sau thì không lan không giá không điểm ơi nha chị, bao giống năm một cho chị luôn nha. Con bò mẹ này thì để được hai con, tức là lứa thứ hai này thì đang con con là con đực cọp nha chị. Và con bò này thì anh đặc biệt á là nó đã mang thai rồi nha chị, tức là bây giờ thì đang con bầu lại là lứa thứ ba nha. Con bò này thì nó chữa là được gần 4 tháng bò nha quý anh chị. Đó, chữa là ba bơi ha, này làm bao đẻ ba bơi, bao chữa, bao khám, bao lòi tứ đẻ cho chị mình cần xa lên. Đó. Và em giao bò tới thì chị mình cứ kiểm tra như lời em nói ha, mình dẫn bò xuống á chị, mình dẫn bò đi vòng vòng ha. Đó, sau sân giường của mình. Đó, mình kiểm tra thì bò đi đứng hoàn thiện nè, xá tích dậu luôn như là em nói với chị, rồi mình mới thanh toán tiền bên kênh em ha. Em nhắc lại cho chị là con bò này là nó là hàng hiệu nha chị đẳng cấp hen rất là bự xương đóng vàng chân cối xương sốc kịch cọ mà giống lại năm một nha chị rất là đẹp nha chị bò đẻ con là không có chủ chê nha điểm tiếng gần lại em quay cho chị mình coi kỹ với bên làng da nó bên đây nè chị không nè đó hai bên da nói chị mình hát bên nào cũng đẹp cái gì đổ mặt hen đó còn đây là con nó như chị con bò này thì nói là con đực cọp nha đó nhìn như ba bơ nha chị Như gấu ha chị mình thấy không rất là đẹp ha mẹ con nó đóng vàng chân cối anh chị đó thì anh bò đực cọp này thì được 5 tháng rưỡi tuổi bò nha anh chị 5 tháng rưỡi tuổi bò nha đó độ ao anh chị dòng siêu cọp nha bò đực anh chị đó chân anh chị mình thấy to không? chân cối nha chị móng sò đèn hoàng ha mặt mày kiểu trụi lũi sáng mặt sẽ lưng nói là chuẩn hết nha anh chị bao không tật lỗi nha chị về chiều cao của con đực cọp này thì em lấy tước em đo ngay trung tâm. xá lưng của nó thì nó cao là 1 m năm bò nha chị. Và nó được 5 tháng rưỡi tuổi bò hen Rất là lật nha quý anh chị. Con bò này thì nó cũng nhen như là ba bơ nha. Nó cũng đóng vàng mông to, xương sóc là chân cối nha anh chị. Rất là đẹp, xịn bò hen Và cái bò mẹ con này thì em sẽ công khai giá cho chị mình với mức giá là 41 triệu 500 ngàn nha anh chị. 41 triệu 500 ngàn là anh chị mình mua được con mẹ kèm thêm con con và mẹ thì đang chữa là ba bơi gần 4 tháng nha anh chị và cái bò mẹ con này thì nó cũng là giống năm một luôn anh chị đẻ con cực kỳ tốt anh chị anh chị mình thấy cái con bò mẹ nó đẻ cái con bò con anh chị mình không khác gì con ba bơi nha anh chị tướng tá rất là đẹp nha anh chị đóng vàng chân cối như anh chị là không có chủ chê nha cái con bò đực cọp này thì lưng là lưng đôi luôn anh chị để em xe máy quay cho chị coi về cái phần cặp mông của cái con bò đực cọp này anh chị mình thấy không đó nó nở mà như đít ba bơ nha anh chị Đóng cậy đuôi to ha Lực lưỡng nha anh chị Cái bò mẹ con này em công khai giá lại cho anh chị mình là 41 triệu 500 ngàn ha Thì cô chú anh chị mình quan tâm về những cái con bò này Thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp với em nha